Uh, hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình Thì ở clip này mình sẽ tiếp tục vào um, về size 3 ha, của thằng um, uh, web blog này Đó, thì uh, mình sẽ quay lại cái query nè Các bạn quay lại uh, cái query ở dưới phần About Us này mình bỏ đi Ở đây, You May Also Like, các bạn sẽ thêm là bài viết xem nhiều ha Bài viết xem nhiều dựa trên cái danh mục này ha Bài viết xem nhiều dựa trên cái danh mục này Đó, Web Achieve này, các bạn cũng... Um, newsletter này các bạn bỏ đi cho mình ha newsletter này các bạn bỏ đi cho mình luôn rồi, uh, achieve này các bạn sẽ để là danh mục uh, danh mục uh, gửi đi ha, danh mục gửi ví dụ vậy, thì mình sẽ lấy ra những danh mục mà không thuộc danh mục này ha những danh mục còn lại ha bây giờ mình sẽ refresh, thì nó sẽ như thế này thì bài viết xem nhiều mặc định á nó giống như bên kia ha nó giống như bên uh, home, chân home nó giống như bên chân home như thế này đó thì um, uh, đây bài viết xem nhiều bài viết mới nhất nè thì uh, thay vì bài viết mới nhất ha mình sẽ xem là bài viết xem nhiều ở đây thì uh, ở bài viết xem nhiều này uh, các bạn sẽ um, bt xịt uh, hai ha các bạn quay lại cho mình cái trang men nè. nè các bạn mở lại cho mình cái men ở đây uh, bt xịt hai đây is bài viết xem nhiều các bạn copy nguyên cái deep này cho mình rồi sau đó các bạn qua lại cái cái query bt2 các bạn sẽ bắt ra nguyên cái deep bt2 đây rồi thì mặc định nó giống y chang thôi mình chỉ việc là đổi cái biến này thôi các bạn ở cái này thôi rồi các bạn mở lại cho mình cái thằng à, danh mục controller lên ở cái thằng show này mình sẽ lấy là gì à, à, mình sẽ lấy là bài viết bài viết xem nhiều thì à, các bạn quay lại cho mình cái thằng uh, home ha ở đây view export này các bạn copy rồi và đây các bạn paste ra thì cái view export này nó sẽ lấy dựa trên gì các bạn dựa trên là where with category luôn ha các bạn đó, các bạn cho mình là with category ở đây rồi sau đó là gì sau đó là mình uh, sẽ limit là 5 bài và gì M mình mình que ở đây các bạn query mình sẽ lấy à, 5 bài viết à, có cái lượt xem nhiều mà dựa vào cái gì cái danh mục đó ha của cái danh mục đó ha limit 5 get rồi ok à, bây giờ mình sẽ bắt cái view sport ở đây rồi thì à, mình chỉ việc qua cái category cái mình đổi cái view new sport thành view sport thôi ha ở đây bài viết quá nhất ở đây các bạn đổi thành là bài viết xem nhiều dựa trên danh mục ha à, rồi, bài viết xem nhiều. Enter. Đó, thì nó sẽ lấy ra bài viết uh, dựa bây giờ mình uh, dựa trên bài này ha là uh, tất cả 6 bài của mình hiện có trong cơ sở dữ liệu của mình là của thằng Google Ad ha. Đó. Thì ở đây nó lấy ra là năm bài nè. Bây giờ các bạn quay lại uh, một cái danh mục mới nè, nó sẽ không có bài viết xem nhiều dựa trên cái gì? Danh mục đó tại vì uh, mình chưa có bài viết thuộc danh mục này ha là coi như là ok nó đã lấy thành công. Rồi, bây giờ danh danh mục gợi ý thì mình sẽ cho hiển thị uh, những danh mục còn lại thì danh mục ạt, quạt nó sẽ hiển thị tất cả những danh mục còn lại trừ cái du quạt mà mình uh, đang hiển thị đây ha rồi thì cái danh mục gợi ý này nó sẽ gì uh, như sau uh, các bạn quay lại cho mình cái danh mục nè ở đây mình sẽ viết tiếp uh, with category category post nè cái này ha các bạn copy xuống một cái mới cho mình cái query post này. Ở đây các bạn à, à, để là các recommend. À recommend là gợi ý các bạn ha, recommend là gợi ý. Rồi, thì à, with query luôn ha, where post ok. À, nhưng mà à, các bạn ở đây các bạn sẽ cho mình thêm là à, thêm một cái nữa là where not in. Ha, where not in. Where not in có nghĩa là gì? à lấy ra những cái danh mục nhưng mà gì à dựa vào cái id đó nhưng mà phải trừ cái gì các bạn. À, à lấy ra được tất cả các danh mục chứ with category. À ở đây mình sẽ bỏ cái que à uh, where not in này đi. À uh, where này đi ha. Rồi. À uh, where not in lấy ra tất cả các danh mục category post ha. Mình sẽ để là category post ha. Uh, with category mình sẽ bỏ đi. À. Uh, rồi, các bạn cho là where not in. Đây, các bạn ghi như thế này, cái query post. À uh, where not in có nghĩa là không không có gì ID mà hiện tại là có ở đây ha. Uh, sẽ cho là ID. ID. Sẽ gì? Các bạn cho uh, cái do, uh, where not in thì các bạn phải bỏ vào chuỗi ha, cái ID này. Rồi. Sau đó là mình là get. Ở đây là category recommend. Mình cho vào đây ha rồi sau đó mình sẽ lấy cái query được của mình qua bên cái query nè mình sẽ for it ra for it ra add key suy ra cat recom ha mình ghi là cat recom rồi um, ở dưới đây mình sẽ cho em đóng vòng lặp lại ha rồi bây giờ mình sẽ thử refresh đó thì ở đây ra một hai ba bốn năm ha năm thì là 1 2 3 4 5 6 đúng không? 6 cái danh mục nhưng mà ở đây nó lấy 5 cái danh mục có nghĩa là nó đã trừ được cái danh mục vô này. Thì bây giờ muốn biết á, thì mình sẽ việc là in ra thôi ha, in ra thôi get recom um, title. Ok. Để refresh. Đó, thì các bạn sẽ thấy nè. Ha, rất là đơn giản rồi à, thì phần danh mục gợi ý mình sẽ cho lên trên đầu ha tại vì nó nhỏ ha vì nó nhỏ cho nên là cái nào nhỏ mình cho lên trên đầu trước thôi thì vậy nó hợp lý hơn rồi ha vậy nó sẽ hợp lý rồi bây giờ mình sẽ cho cái đường link của nó thì cái đường link của nó mặc định đó các bạn sẽ quay lại cho mình cái layout ha mặc định nó sẽ giống cái đường link trên layout này ha cái menu ha rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái đường link trên layout nè đó mình sẽ kéo xuống đây root danh mục ha các bạn copy nguyên cái này cho mình rồi mình sẽ paste ra như thế này đó ở đây mình sẽ thay là cat thành cat recom rồi ok bây giờ mình sẽ refresh nè lít vào kiếm tiền online nè đó save nè sale nè ha google ad nè youtube nè à, các bạn quay lại cho mình cái 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 danh mục ha danh mục where not in id rồi ok đó thì uh, khi click vào kiếm tiền online thì kiếm tiền online nó sẽ bị mất ha sale thì sale nó sẽ bị mất đó